Chào cả nhà, hôm nay mình chiên cơm nghệ với thịt ba rọi xông khói, trứng, cà rốt, lạp xưởng, tôm lột vỏ, củ hành trắng và tỏi băm, hành lá. Mời cả nhà xem mình chiên cơm nha. Chiên trứng này, lát mình xắt hạt lựu rồi để vô cơm chiên. Ok, ba rọi của mình bắt đầu vàng rồi nè, mình vớt ra, vớt rồi mình để lên chiên lên cơm chung với cơm chiên. Tỏi của hành thơm rồi cho mình cho tôm vào xào. Chén gia vị này hồi nãy mình có cho một chút dầu hào, chút xì dầu, một chút bột nêm cà no với một chút xíu đường tiêu, cho ít thôi, sợ mặn. Thank you.
điều à. Cái điều mình cho lạp xưởng hồi nãy mình hấp rồi này. Với lại thịt ba rọi con khói mình về để chung vô hết mình trộn. Yeah.